Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái tút nhỏ để hướng dẫn các bạn cái cách làm vải, làm gối, làm rèm nhanh và nhẹ ở trong 3D nhé. Ở đây ấy, thì ví dụ mình có một cái hình ảnh như này, các bạn thấy là khi mà chúng ta có một cái tấm vải ở trong một cái khung cảnh nhìn nó hay ho hơn rất là nhiều so với cái việc là nó không có, đúng không? Ví dụ về sau khi mà các bạn có một cái không gian, một cái bộ sofa, một cái ghế mà nhìn tổng thể nó hơi buồn chẳng hạn, nhiều khi chỉ có một cái miếng vải chúng ta thả vào thôi là nhìn nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu như mà cứ kiếm thư viện cho nó chuẩn với cả cái ghế, cái sofa của mình thì nó không có, nhiều khi rất là lúng túng, đúng không? Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này nhanh nhất có thể nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm ví dụ này. Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải kiểm tra cái đơn vị của 3D. Đấy, cái đơn vị này là mm này. Đấy, và đơn vị của hệ thống các bạn để là mm nha. Mình sẽ vẽ ra một cái hình mà nó tương đối đúng so với thực tế. Ví dụ cái nền mình vẽ là 4m, 4m. Hãy lưu ý cái này, bởi vì nhiều bạn chủ quan khi mà mình hướng dẫn ấy, đến khi các bạn đi test thì lại cứ test cái hình rất là nhỏ. Thì khi mà các bạn test cái hình nhỏ quá, nó sẽ không ra được những cái hiệu ứng giống như thực tế đâu. Đấy, bây giờ các bạn chỉ cần đơn giản dễ hiểu này nhá. Một cái đũa mà dài có 2 cm các bạn không thể bẻ được, đúng không? Đấy, và các bạn nghĩ ồ nó rất là cứng. Nhưng nếu cái đũa mà dài 20 cm thì các bạn bẻ rất là dễ. Không phải bởi vì độ cứng của nó thay đổi mà bởi vì nó dài hơn thì chúng ta dễ cầm nắm và dễ bẻ hơn. Thì một cái miếng vải cũng vậy. Khi mà các bạn vẽ một cái miếng vải nó bé quá thì khi mà các bạn thả lên đối tượng thì nó không thể cong được, bởi vì là ở ngoài thực tế thì cái độ cong của vải nó cũng cong từ từ từng cm một, đúng không? Một tấm vải 1 mét nó mới có thể là cong được. Nhưng bây giờ một cái miếng vải có 1-2 cm thì nhìn nó không thể cong được thì là đương nhiên rồi. Thế cho nên là khi mà vẽ các bạn cũng sẽ phải vẽ cái kích thước cho nó chuẩn nha. Ở đây mình sẽ giả lập một cái khối cylinder ở đây, ví dụ nó giống như một cái bàn chẳng hạn này. Đấy. Có thể hiệu chỉnh một chút nhé. Đấy. Cho nhiều lưới đây lên. Convert cái này sang poly này. Chọn mặt này, convert sang cạnh này. Mình chamfer nó đi một tí. Đó. Nhìn cho nó giống cái bàn, đúng không? Ok. Đấy, như vậy là mình đã có một cái mặt bàn nha. Bây giờ mình muốn làm cái miếng vải mình thả vào đây thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật đây để làm miếng vải, đúng không? Để vẽ một cái hình chữ nhật thì các bạn có thể dùng plane cũng được. Nhưng ở đây mình sẽ dùng rectangle. Tại sao? Thì các bạn để ý này. Khi mà mình dùng một cái rectangle nhá, mình cho lệch lệch đi một tí chẳng hạn. Đấy. Rồi, mình kéo lên. Một cái rectangle này, mình sẽ dùng một cái lệnh mà các bạn nghe thấy hơi lạ lạ, đó là Common Maker. Khi các bạn dùng cái lệnh này này, nó sẽ tạo ra một cái mặt mà được tạo bởi rất nhiều cái mặt tam giác. Và khi các bạn làm vải á, thì các bạn làm với cái mặt tam giác của nó chuẩn nhất và đẹp nhất nhé. Ở đây khi các bạn dùng cái lệnh Common Maker thì các bạn sẽ điều chỉnh cái mục Density ở dưới để cái mật độ mặt nó được tăng lên. Đương nhiên là một tấm vải mà muốn cong, muốn mềm được nó phải nhiều mặt, đúng không? Đây là nguyên lý dựng hình của 3D rồi. Mình sẽ tăng lên này. Các bạn để tăng. Đấy, hoặc là mình nhập con số ở đây. Nhưng mà đừng nhập quá nhá. Ở đây nó chỉ 0,0 mấy thôi. Được chưa? Đấy, ví dụ như mình nhập 0,04 này. Ui, nó đã rất là nhiều mặt rồi. Bây giờ mình cho giảm đi chỉ 0,03 này. Đừng cho nhiều mặt quá. Bởi vì khi nhiều mặt quá thì nó tính toán cũng rất là mất thời gian. Nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt tên. Ví dụ ở đây mình đặt tên là Ground. Là mặt đất đi. Được chưa? Ở đây ví dụ như là table, một cái bàn. Rồi ở đây mình đặt tên nó là cloth. Đó. Thế bây giờ nhá, các bạn sẽ để cái tấm vải ở trên cái mặt bàn này. Xong rồi mình sẽ dùng một lệnh nào đấy để đến khi mình thả ra thì nó giống như là các bạn thả một cái tấm vải ở ngoài thực tế, nó sẽ phủ lên cái mặt bàn này và trải xuống đất nữa. Được chưa? Rồi, bây giờ mình dùng này. Cái lệnh ở đây đó là lệnh cloth. Cloth. Đấy. Rồi, khi dùng lệnh cloth thì việc đầu tiên các bạn tích vào object property. Đấy, nó hiện ra cái bảng này đúng không? Thứ nhất, các bạn phải tích vào add object để thêm hai cái đối tượng này vào cái danh sách. Tại sao phải thêm vào thì các bạn cứ thêm vào đã, mình sẽ giải thích sau này. Rồi, khi thêm vào thì ở đây chúng ta sẽ thấy hai cái đối tượng này này là cái mặt đất và cái bàn này này, nó sẽ là đối tượng hứng cái vải này. Thì các bạn sẽ chọn hai cái đối tượng này nhá, xong các bạn tích vào collision object thì lúc này nó sẽ hiểu được là à, đây là hai đối tượng dùng để hứng vải. Còn cái miếng cloth ở đây ấy, nó chính là cái miếng vải này đúng không? Thì bản thân nó là vải. Thì các bạn sẽ tích vào cloth đấy, để biến cái tấm này trở thành một tấm vải. Còn hai đối tượng này trở thành hai đối tượng hứng. Ok, các bạn hiểu chưa? Nha.
Trước mắt thì ở cái đối tượng hứng các bạn sẽ chưa chỉnh gì, có gì mình sẽ nói sau nhé. Còn bây giờ khi mà các bạn thích vào Cloud này đó, thì các bạn thấy cái mục preset đây không? Nó chính là những cái cài đặt sẵn, các bạn thể tích vào để lựa chọn các cái kiểu vải. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là có những cái kiểu nó phổ biến nhất, ví dụ như là cốt tông, các bạn nhìn đã hiểu rồi đúng không? Đấy rồi, rubber này là cao su này, sa tanh này, siêu là lụa này, đấy một vài những cái loại vải. Đấy. Rồi wet cloth là vải ẩm, terry cloth là hình như là cái khăn ấy. Đấy. Được chưa? Thì các bạn cứ dịch Google thì các bạn sẽ thấy, và các bạn cũng nên test một vài những cái kiểu vải đây. Đấy. Khi ví dụ các bạn chọn cotton thì các bạn sẽ thấy là những cái thông số ở dưới đấy nó thay đổi. Nó thay đổi để phù hợp với cả cái tính chất của loại vải cotton ở ngoài thực tế nha. Còn nếu các bạn chọn siêu thì những cái thông số đây nó sẽ thay đổi theo đúng cái tính chất của siêu, của lụa ngoài thực tế, được chưa? Rồi các bạn có thể ok. Được chưa? Như trước khi ok ấy, thì các bạn nên tích vào đây này. User panel property. Đấy, tại sao? Bởi vì là tí nữa các bạn ok xong rồi các bạn dùng cái lệnh các bạn thả nhé. Thả mà nó chưa được như ý muốn ấy, muốn thả lại ấy, thì các bạn vào đây các bạn lại phải chọn lại cái thằng này. Hơi mất thời gian, đúng không? Khi các bạn tích ở đây thì nó giống như là lưu cái preset cho bạn, để các bạn cứ thế các bạn dùng cho những lần sau ấy. Rồi ok này. Đó. Xong, như vậy là chúng ta đã setup xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu chạy nhé. Để bắt đầu gọi là tái hiện lại cái bối cảnh thì chúng ta có mục simulation. Chúng ta có 3 cách này. Nhưng mà trước mắt để làm vải chúng ta sẽ chỉ dùng cách simulate đầu tiên. Đấy, các bạn tích vào simulate này. Đúng. Rồi, khi các bạn tích vào simulate các bạn thấy bắt đầu nó rơi xuống, đúng không? Đấy, thì nó bắt đầu vướng vào những cái đối tượng kia. Đấy, và tạo ra cái chất vải như bình thường. Và đây các bạn sẽ thấy ở thanh phía dưới này, nó có những cái mục frame mà bây giờ nó bắt đầu đang chạy 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 chạy. Nó đang tính toán, và nó tính toán đây sẽ là tính toán trong vòng 100 frame nha. Đấy, các bạn chờ một lát thì nó sẽ tính. Rồi. Cái này nó tính nhanh hay chậm ấy thì một nó phụ thuộc vào số lượng lưới của cái vải này. Hai là nó phụ thuộc vào một số những cái thông số mà các bạn sẽ setup. Và ba là nó sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy của các bạn nữa. Đương nhiên là các bạn tính đến đây có thể cancel bất kỳ lúc nào. Nhưng mà mình muốn là nó tính xong luôn trong vòng 100 frame này để chúng ta test cho nó dễ dễ quan sát nha. Rồi như vậy là mình đã tính xong. Khi mình tính xong này thì các bạn sẽ thấy này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái thanh ở phía dưới đây không? Mình sẽ cầm cái này mình kéo. Đấy. Để các bạn có thể lựa chọn cái vị trí mà ở đó cái tình trạng vải mà các bạn thấy là thích nhất. Đấy. Ok. Đấy, ví dụ ở đây mình đã thấy nhìn cũng có vẻ nó giống một tấm vải phủ lên đối tượng rồi. Đúng không nhỉ? Ở đây thì sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là gì? Ở đây các bạn thấy là những cái tấm vải này nó ăn vào nhau. Đúng không? Nó tạo ra những cái mặt lỗi bởi vì nó ăn vào nhau hoàn toàn rồi. Đấy. Thế vậy thì để làm lại nha, thì các bạn thể tích vào Reset State đây. Làm lại này. Đó. Khi làm lại thì các bạn sẽ điều chỉnh cho mình thông số là Cell Collision. Được chưa? Cell Collision tức là sự va chạm nội bộ đối tượng. Mặc định nó không kiểm. Thì khi mà không kiểm ấy là nó sẽ cho phép nội bộ đối tượng có thể va chạm vào với nhau, có thể ăn vào với nhau. Nhìn nếu các bạn tích vào đây. Đấy. Xong rồi đẩy thông số này lên một hoặc hai thôi, đừng đẩy lên nhiều nha. Đấy thì nó sẽ bắt đầu cho phép là các cái đối tượng này, này nó tính toán làm sao để nội bộ đối tượng sẽ không ăn vào nhau để gây ra lỗi. Được chưa? Đương nhiên thời gian nó sẽ gì? Nó sẽ tăng lên, đúng không? Đấy. Và bây giờ mình có thể là tính lại nhá, tính lại bằng việc là tích vào simulate. Đấy, các bạn thấy là thời gian nó tính lâu hơn hẳn. Lúc mà làm video thì mình đã tua cái đoạn tính toán này nhé, để tránh cái việc mất thời gian của video. Nhưng các bạn sẽ thấy là nó sẽ lâu đấy nhé. Rồi, tại vì tương đối lâu cho nên là mình sẽ tích vào cancel đây. Để nó dừng lại ở cái trạng thái này thôi. Sau đó thì các bạn sẽ thấy này, nó mới tính được 49 frame và thấy là cái kết quả như này. Đấy. Thì những cái mảnh vải ở đây á, nó sẽ không ăn vào nhau nữa, được chưa? Đây là do bóng tối thôi chứ không phải là do nó ăn vào nhau đâu. Đấy, khi tính toán như thế thì nó sẽ tính đúng cho các bạn nhé. Thì lưu ý này, khi các bạn thấy là ở đây cái lưới nó nhiều mặt quá và nó gây ra lỗi chẳng hạn, thì các bạn có thể là giảm lưới đi bằng cái việc là về lại cái common maker. Nhưng mà trước khi về lại thì mình sẽ reset state đã nhá. Các bạn tích vào về lại common maker này, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Đấy. Thì nó hỏi là bạn có muốn bây giờ mày muốn như thế nào? Thì các bạn sẽ muốn là giữ kết quả của lệnh cloud và làm tiếp thì sẽ là hold và yes. Đừng tích vào hai cái này nhé. Tích vào hold yes này. Nếu nó quay lại đây. Thì lúc này các bạn thấy là
mình có thể giảm xuống số này để cho cái lưới nó ít đi, tính nhanh hơn. Bởi vì đằng nào về sau ấy, đa phần là chúng ta sẽ cần phải thêm một cái bước turbo nữa cơ, cho nên là đừng tăng lưới nó nhiều quá trong quá trình mới làm nhé. Rồi, ok, sau đó thì mình tích lại với lệnh close này. Đó, mình có thể kiểm tra lại một số những cái thông số ở đây xem nó có gì thay đổi không. Close này vẫn giữ nguyên thông số bởi vì mình đã tích ở đây rồi, đúng chưa? Rồi ground table, ok. Sau đó mình tích vào simulate. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó chạy nhanh hơn, được chưa? Đấy. Nó sẽ tính toán ít thời gian hơn rất nhiều so với việc các bạn để lưới quá nhiều nha. Rồi, ok, các bạn đã thấy nó tính xong rồi, đúng không? Đấy, thì các bạn bắt đầu thấy có thể lựa chọn được các cái vị trí của vải mình mong muốn nhất, được chưa? Rồi, đấy là cái vấn đề thứ nhất về cái việc là tránh cho những cái đối tượng cùng là vải nó bị ăn vào với nhau và gây ra lỗi hình nha. Cái trường hợp thứ hai ấy, đó là các bạn thấy là cái vải đây này, nó cảm giác nó bị ăn vào cái bàn, đúng không? Nó không chính xác nha. Thì bây giờ mình lại tích vào reset state. Đấy, mình làm lại. Trước khi làm lại thì các bạn tích vào mục object property ở đây. Đấy, chúng ta sẽ tích vào mục table là cái bàn, đúng không? Bởi vì nó ăn vào cái bàn chứ nó không ăn vào cái phần dưới. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một vài những cái thông số của thằng collision object. Đấy, và cái quan trọng nhất mà các bạn cần lưu ý đó chính là depth. Depth đây khi các bạn càng tăng thì cái tính chính xác nó càng cao nhá. Mặc dù là cái bản chất của cái thằng này mắc thì nó dịch hơi buồn cười, nhưng mà thôi mình cứ hiểu đó là cái độ cứng của đối tượng và độ chính xác của đối tượng đi. Mình ví dụ tăng lên 10, được chưa? Rồi, ok. Bây giờ mình chạy lại nhé. Thì đương nhiên khi chạy lại đến cái bước mà cái vải này nó trùm lên cái đối tượng này, nó sẽ tính toán lâu hơn nhưng sẽ chính xác hơn nhá. Tính này. Đấy, thế thôi. Đó, các bạn thấy là nó bắt đầu tính chính xác hơn chưa? Nha. Nó vẫn ăn vào thì cái thứ nhất này, các bạn cứ tăng tiếp thông số kia là ok, được chưa? Nhưng cũng một phần nữa là do cái gì? Do là cái lưới này nó đang thưa, cho nên là đến khi mà nó có cái độ quặp vào đây nó sẽ không thể bám hoàn toàn chuẩn được. Đấy, thì cái đấy là các bạn sẽ phải tinh chỉnh lại một chút trong giai đoạn về sau nhé. Tinh chỉnh thế nào thì tí nữa mình sẽ nói. Đấy. Nhưng cứ để thế này đi, tinh chỉnh một chút không sao cả. Nhưng nếu như các bạn để cái lưới nó dày quá, tính toán rất là lâu, mất thời gian lắm. Được chưa? Rồi, trong lúc làm thì có một số những cái thông số gì cần phải lưu ý không? Thì có, các bạn thấy này. Ở cái mục là Simulation Parameter thì chúng ta có mục là cm trên unit. Cái này nó có thể coi đó là phần mềm nó sẽ tính bao nhiêu cm trên một đơn vị hệ thống. Thì thông số này càng tăng thì cái độ chính xác và độ đẹp của nó sẽ càng cao, nhưng mà đồng thời là nó sẽ lâu hơn nhé. Nhưng lưu ý thông số này cũng thường không tăng lên quá một, bởi vì nhiều lúc tăng quá nó sẽ đơ đấy, được chưa? Rồi, cái này thì mình sẽ lấy ví dụ ở những cái trường hợp tí nữa mình làm với cả những đối tượng khác nhé. Gravity có thể hiểu là trọng lượng. Các bạn có thể hiểu con số ở đây này, nó chính là cái trọng lượng của trái đất đấy, trừ 980, thấy chưa? Trọng lượng thì nó quyết định cái gì? Nó quyết định được khối lượng của thằng này và tốc độ rơi của nó. Nếu như nhá, bây giờ mà các bạn ví dụ vào reset state này, các bạn cho thằng này nó nhẹ hơn, ví dụ 200 chẳng hạn, thì cái đối tượng này sẽ nhẹ hơn, nó rơi xuống nhẹ hơn ấy, thì cái độ quăng của cái vải thòng xuống ấy, nó sẽ không quăng sâu được vào đây đâu, mà nó sẽ hơi thả xuống đây cái là nó dừng lại. Các bạn hiểu không? Thì ví dụ thế, xong các bạn tính lại một cái thì các bạn sẽ thấy là khi mà nó vướng vào đối tượng này, nó quăng xuống sẽ rất nhẹ chứ nó không quăng mạnh nữa. Đấy. Tí nữa các bạn làm gối kia các thứ các bạn cũng thấy thế. Đấy. Cái thằng gravity này mà các bạn càng tăng lên ấy thì cái gối nó bị ném, nó như kiểu bị ném xuống đất ấy, thì cái gối nó sẽ nén mạnh hơn. Còn nếu như mà các bạn để cái số này nó nhỏ thì cái gối nó sẽ không biến dạng nhiều. Đấy. Các bạn thấy này, đấy vải nó chỉ thòng thòng xuống đây thôi. Nó không quặt mạnh vào bên trong được nữa bởi vì là nó nhẹ mà, thì nó rơi xuống nó không bị rơi nhanh, nó không quặt được vào bên trong này, thấy chưa? Ừ. Rồi đấy, kiểu thế, các bạn hiểu chưa nhá. Thì với mỗi một dạng vải và mỗi một cái tính chất khác nhau, các bạn có thể thay đổi thông số gravity theo ý muốn nhé. Còn lại những cái thông số khác ấy, thì các bạn không cần quan tâm, nó chỉ hiệu quả khi các bạn làm cực kỳ tinh và làm cả những cái view liên quan đến hoạt cảnh thì nó mới có tác dụng nhé. Cái này là phần mềm hãng nó nói chứ không phải là mình nói, được chưa? Cho nên là những cái thông số khác các bạn thì bỏ qua. Ok.
Đây là phần làm vải, được chưa? Làm vải đơn giản vậy thôi. Lúc mà làm vải xong như thế này thì các bạn cũng thấy là ok rồi, thì các bạn thể là convert nó luôn sang poly. Đấy, được chưa? Xong rồi có thể là vào những cái phần ribbon ở phía trên này, dùng ship này. Đây, ví dụ như là các bạn cầm này, các bạn thể là nhấc lên một tí, đúng không nhỉ? Đấy. Thằng này nó vẫn nhiều khi là chúng ta vẫn sẽ cần phải tinh chỉnh một chút. Đấy. Cái việc làm xong rồi tinh chỉnh một chút là chuyện bình thường thôi, nó cũng không gây ra một cái vấn đề gì nó quá nghiêm trọng cả. Cái ship này các bạn thể cầm, các bạn kéo một cách tổng thể thế này. Đấy, cẩn thận nha, kéo quá nha. Ở đây mình chỉ làm mà gọi là mang tính chất hướng dẫn, cho nên là mình làm qua loa, còn khi mà các bạn làm sẽ phải tinh tế cẩn thận một chút. Đó, ok chưa? Rồi, như vậy là mình được cái vải này. Đấy. Cái vải này xong thì các bạn thể là dùng lệnh Turbo Smooth. Ừ. Các bạn làm cho nó mềm thêm đi. Đấy. Tăng lưới hay cái gì đó thì tùy vào các bạn nhé. Và vải thì nó cũng phải cần có một chút độ dày. Ta sẽ dùng lệnh Sell. Đấy. Sell. Nhưng mà Sell thì chúng ta không nên Sell lên. Ở đây chúng ta đang Sell lên đúng không? Đấy. Chúng ta đưa này về không và chúng ta nên Inner Mount Sell xuống. Được chưa? Và có thể làm chính xác bằng việc là ví dụ vải nó dày khoảng độ 1 ly hoặc là nửa ly chẳng hạn. Ta sẽ đường ý muốn nhé. Ok. Thì các bạn hiểu cái cách làm vải chưa? Cách làm vải nó khá là đơn giản thôi. Nhiều khi các bạn muốn thả một cái tấm vải nhìn có nhìn để cho nó có duyên một chút chẳng hạn, thì có thể là vẽ ra một hình rectangle kiểu như thế này. Xong rồi dùng cái lệnh Common Maker đấy. Tăng lưới lên một tí, ví dụ 0.3 đó. Được chưa? Trước khi làm rơi ấy, thì các bạn có thể là xoay nó đi một tí, nhìn cho nó có duyên, đúng không nhỉ? Đấy. Ok chưa? Đấy, bây giờ ví dụ cái tấm này xong rồi, mình có thể kéo ra. Đấy. Nhìn thế. Bây giờ hai cái tấm này mình có thể là xóa cái lệnh Cloth cũ đi. Đấy. Rồi mình chọn thằng này, dùng cái lệnh Cloth. Được chưa? Object Property, mình biến thằng này thành vải satin chẳng hạn, hoặc siêu và lụa, đúng không? Tích ở đây thì lưu lại này. Add Object, thì bây giờ mình tích chọn Round Table. Đấy. Tích ở đây. Xong rồi, ok. Nhưng có thể là tích vào cái table để tăng cái này lên một chút, để nó tính toán, bám vào đấy nó dễ hơn. Ok, được chưa? Đó. Xong rồi lúc ấy mình cho cái này rơi nhanh hơn một tí. Đấy. Cho nó về đúng như này đi. Đấy, xong tích là Simulate, mình chạy. Được chưa? Đó, và bây giờ các bạn thấy là thấy nó có vẻ trôi trôi, đúng không nhỉ? Và nhiều trong trong nhiều trường hợp ấy, nó còn rơi hẳn ra khỏi ngoài đối tượng. Người ta làm nào? Thì trong cái lúc mà các bạn tích vào Object Property này, đấy, tích vào mục Rectangle, đây là cái tấm vải của mình nhé. Đấy, trong tấm vải này các bạn tắt cái kiểm này đi. Nó có một cái thông số là Dynamic Friction. Đấy, Frick này viết chữ viết tắt của chữ friction là độ ma sát. Ma sát của lụa ấy, thì thông thường cái lụa nó rất là trơn đúng không? Cho nên ma sát nó yếu, nó làm cho đối tượng này nó bị trôi trên cái mặt bàn. Nếu như các bạn không muốn là nó bị trôi thì đây là một thông số cũng tương đối là hay chỉnh. Các bạn hãy chỉnh nó từ 0 đến 1 nhé. 1 thì nó coi như là 100% ấy. Ví dụ ở đây mình cho là 0.8. Ok. Tích ở đây để lưu lại. Ok. Rồi bây giờ mình thả này. Đấy. Mình thả như này thì các bạn sẽ thấy là nó bắt đầu trôi ít đi. Đấy, nó không trôi mạnh nữa. Tất nhiên là mình sẽ phải điều chỉnh thêm nhé. Đấy, thì bây giờ các bạn thấy là cái tấm vải nó như thế này. Vẫn cứ nên tích vào Cell Collision đây nhé. Là để cho nó không bị ăn vào với nhau. Rồi, mình reset tính lại này. Để mà tính nó đẹp hơn, chi tiết hơn, các bạn có thể tăng cái này lên. Như mình đã nói lúc đầu có thể tăng nó lên 1, nhưng mà ví dụ đây bản thân nó đã tương đối đẹp rồi thì mình sẽ cho nó là 0.5. Còn nếu như nó xấu lắm thì mình mới cho lên tầm 1 nha. Đấy, các bạn thấy nó tính kiểu khác và nó tính kiểu chi tiết hơn. Ồ, sao nó trôi vẫn ác cái này. Ở đây khi mà các bạn tăng cái này lên nhá, nó sẽ tính kỹ hơn. Nó tính kỹ hơn thì nó lại bị trôi kiểu này. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục điều chỉnh một vài những thông số nhá. Ví dụ như table đây cho lên rồi này. Rectangle. À, đây nữa nhá. Thằng này nó có cái freak này là hay điều chỉnh nhất. Nhưng mà cái static freak và cell freak này cũng tương đối quan trọng. Đấy.
Giải thích thì nó cũng hơi lòng ngoằng, tức là như này, static friction, friction đấy, đó là độ ma sát tĩnh, tức là nó sẽ quyết định cái việc đó là khi mà cái đối tượng vải này nó nằm trên đối tượng này, đối tượng hứng rồi, nó có ma sát, độ ma sát của nó có cao không để nó tiếp tục trôi đi. Đấy, thì ở đây mình sẽ tăng cái thông số này lên ví dụ 0.8 để đến khi cái vải này nó phủ lên đối tượng này rồi, nó đang đứng yên đấy, thì cái ma sát nó cao, nó sẽ không bị trôi nhá. Đấy. Ví dụ ở cái phần này nó đứng yên trên đối tượng rồi mà cái phần này nó đang rơi, thì những phần đứng yên ấy nó ma sát như thế nào với cái mặt bàn? Nếu nó ma sát ít ấy thì cái phần này nó rơi thì những cái phần đứng yên này nó sẽ trôi tiếp, nhưng nếu như nó ma sát cái phần tĩnh này nhiều thì những cái phần này cứ rơi, cái phần này thì nó vẫn đứng yên, được chưa? Đấy. Rồi self friction tức là ma sát của nội bộ của tấm vải đấy sẽ như thế nào, mình có thể tăng lên một chút tùy nhá. Cái này mình sẽ điều chỉnh xong rồi ok này. Xong bây giờ mình reset này. Đấy, mình bắt đầu chạy lại nhá. Đấy, các bạn thấy là đây này, nó không trôi nữa không? Được chưa? Đấy. Thì đó là cái mà thông số chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Khi các bạn mới làm với vải thì nên test và hiểu các thông số một chút thì nó sẽ tốt hơn. Còn nhiều bạn lúc mới test nó sẽ hơi bị gọi là bị cuống trong một vài trường hợp. Thằng này không tính nữa, không biết là lý do vì sao đây. Đấy, các bạn cứ test thêm xem nó như thế nào nhé. 15 minutes later. Và cũng có thể là mình đang giảm cái lượng nhân chip của máy ấy, để dành cho cái việc quay tút, cho nên là ở đây nó đang bớt chip của 3D, nó làm cái việc tính toán vì một lý do đấy nó bị dừng lại. Vừa rồi mình đã reset toàn bộ các thông số rồi mà nó vẫn không chạy tiếp. Ok, đấy, về cơ bản thì vải nó là như vậy nhá. Mình đã làm được đến đây thì các bạn chắc là cũng hiểu và làm được theo rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm đến một cái chi tiết khác, đó là cái gối. Đây, ví dụ như là mình có một cái tấm plane đây, convert sang poly này, mình sẽ chọn cạnh này, giữ ship mình kéo lên đó để nó ra được một cái góc như này nhá. Rồi để làm gối này thì mình sẽ có một cái đối tượng là một khối bóc đây. Rồi ở đây mình sẽ tăng cái lưới của đối tượng này lên, ví dụ như là 50 50 đó. Các bạn thấy là mình đã tăng lưới cho đối tượng chưa? Tại sao lại tăng lưới? Thì bởi vì cái gối nó cong mà, thì nó cũng vẫn phải nhiều lưới. Và đây tại sao lại là một khối bóc mà nó không phải tấm plane? Bởi vì các bạn phải hiểu ấy, cái lệnh clot này nó sẽ giúp, nó giống như là thổi phồng cái khối bóc này lên thành cái hình cái gối, xong rồi cho cái gối đấy lại rơi xuống một cái bề mặt đối tượng khác nhé. Ví dụ ở đây mình cho là cái ground 2. Rồi, mình cho đây là cái gối. Ok chưa? Mình sẽ dùng lệnh clot với cái gối này. Rồi, lại tích vào object property này. À, chúng ta có cái gối, chúng ta lại chọn một cái loại vải nào đấy cho nó. Ví dụ ở đây mình chọn cotton. Đấy, giữ nguyên các thông số nha. Mình add property để mình thêm cái ground 2 vào. Add này. Đấy, xong rồi cái ground 2 thì nó là collision object, vật liệu hứng, đối tượng hứng. Mình ok. Rồi, có quên chết, chưa ok được. Mà tại sao? Ở cái mục cái gối này, sau khi các bạn chọn cái preset ở đây là cái cotton nhé. Ok chưa? Thì ở đây này, nó có một thông số là pressure. Pressure ở đây chính là cái độ độ phồng ấy. Các bạn có thể tăng nó lên khoảng 450 gì đó, nó sẽ phồng lên. Được chưa? Đấy. Thế thôi. Các bạn ok. Xong đây bạn sẽ chạy để simulate. Đấy, thì các bạn thấy à, nó phồng lên. Đấy. Xong bắt đầu nó sẽ rơi xuống. Nó rơi xuống là rơi xuống chính cái tấm đối tượng này ở dưới nhé. Chờ một lúc nó sẽ tính toán. Hoặc là nếu như các bạn thấy là nó gần như không chạy nữa thì ok, có thể là cancel. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là à, cái gối này nó sẽ ra cái hình cái gối và nó cũng bị bẹt ở dưới bởi vì cái gối này nó sẽ nằm lên cái tấm này đúng không? Ừ. Nếu như mà là một cái khối bóc khác tương tự này. Đấy. Bây giờ mình kéo hẳn nó lên trên cao được một tí đi. Đấy, xong rồi bây giờ mình dùng cái lệnh clot với thằng này. Tích vào property. Đấy. Khối bóc này mình sẽ chọn là vải cốt tông. Cho cái thằng pressure này là 50 đi. Rồi. Xong add object này, thêm đối tượng ground 2 là đối tượng hứng. Rồi ok. Đó. Xong giờ mình bắt đầu ấn chạy nhá. Nhưng mà trước khi mình ấn chạy,
mình sẽ cho gravity đấy, là cái trọng lượng 3.000 đi. Ok. Đấy. Bây giờ mình sẽ tích vào mục simulate. Đúng. Rồi, các bạn sẽ thấy là cái đối tượng này này nó cũng chạy theo đúng không nhỉ? Bởi vì bây giờ nó đang chạy từ cái frame 0 cho đến frame 100 mà. Nếu như các bạn không muốn cái đối tượng chạy theo thì khi mà xong đối tượng này rồi các bạn phải convert nó sang poly nhé. Đấy. Thì bây giờ các bạn thấy này, vì cái trọng lượng nó lớn quá cho nên là cái gối nó không phồng lên được. Đúng chưa? Nên cái trọng lượng nó sẽ quyết định đến những cái yếu tố như thế, các bạn cần phải hiểu để có thể ứng dụng được cho nó chuẩn theo đúng cái nhu cầu của mình. Ok, nó nằm bẹt dí này. Thậm chí nó lại còn hơi bị lồi xuống một tí này. Trọng lượng lớn quá mà. Đấy. Thì ở đây mình reset này. Rồi, mình sẽ cho thằng này nhỏ thôi, 300 mới chẳng hạn. Đấy, 200. Thì các bạn sẽ thấy là trừ 200 nhé. Take simulate này. Trọng lượng nhẹ đúng không? Thì khi nó rơi xuống, nó sẽ ít bị biến dạng hơn. Đấy, bây giờ nó sẽ chỉ nhấp nhô đàn hồi mức độ này thôi, mình có thể cancel luôn này. Đấy. Ok. Và cùng một cái thông số gối đấy, nhưng mà tại vì là trọng lượng nó nhẹ hơn, đúng không nhỉ? Thế cho nên là gì đây? Cái gối nhìn nó phồng hơn. Nhá. Các bạn cứ test đi nhá. Cái này phải test nhiều đấy. Rồi khi test này, các bạn có thể thay đổi cái C trên unit này xem nó có thay đổi gì nữa không nhá. Ví dụ ở đây mình cho là 0.5 này. Take simulate này. Tuy nhiên như mình nói là nó sẽ tính chi tiết hơn, cho nên là những cái tính đàn hồi hay cái gì đấy nó bắt đầu thể hiện ra mạnh mẽ hơn đúng không? Đấy, bắt đầu nó bồng bềnh, nó tính mạnh hơn rất là nhiều đúng không? Đấy, cancel đi nha. Đây các bạn thấy này, các bạn tăng cái CM trên unit nó sẽ tính kỹ hơn cho các bạn. Đấy, ok chưa nha. Đây là một loại gối. Tiếp theo bây giờ mình có một cái loại gối khác nhé. Mình vẽ một cái gối khác này. Rồi bây giờ mình kéo ra đây. Mình có thể nghiêng nghiêng nó đi một tí này. Đấy. Bởi vì khi mà cái gối của nó nằm giữa cái sofa á. Đây này, đúng không? Thì nó sẽ đè xuống cả cái sofa đệm ở dưới và dựa cả cái lưng tựa đằng sau. Đấy. Thì mình sẽ cho nó nghiêng nghiêng kiểu này. Cho nó vào đây. Ok chưa? Xong bây giờ mình dùng lệnh plot này. Object property này. Thằng này là cô tông đi. Pressure 50. Add object ground 2. Chọn collision object được chưa? Ok. Đấy. Xong bây giờ cái thằng này thôi mình cứ để nó mặc định, thì thông số này cũng ít khi thay đổi. Đấy, trừ khi làm cái vải gì nó nhẹ quá thì mình mới thay đổi thôi, còn lại thì mình cứ để 980 cho nó mặc định đúng trọng lực của trái đất nhé. Rồi, sau đó thì mình sẽ tích vào Simulate mình chạy này. Đấy, thì các bạn thấy là cái gối nó đấy, ok chưa? Mình cancel nó nhá để nhìn nó như nào nhá. Rồi đấy thì các bạn thấy là nó bẹt xuống như thế này và nó sẽ ngửa ra. Nếu nó chưa được ok lắm thì các bạn thể reset này, đấy. Kéo nó lại vào đây một chút cho nó gần vào đây. Xong rồi cái trọng lực có vẻ là nó sẽ cảm giác nó hơi to đúng không? Thế bây giờ mình sẽ cho nó tầm khoảng 400 đi. Giảm bớt đi một tí để xem là cái hiệu quả như thế nào. Các bạn có thể thay đổi xong rồi chạy lại để xem là cái hiệu quả nó ok không nhé. Chưa thấy có thay đổi gì nhiều. Bây giờ mình sẽ, ví dụ các bạn tăng cái này lên 0.3 cho nó tính kỹ hơn chẳng hạn. Đấy, khi các bạn tăng lên nó kính tính kỹ hơn nhưng mà cái thời gian nó tính cũng sẽ nhiều hơn đúng không? Ui, nó bật mạnh quá, nó đẩy vào cái tấm này xong nó đẩy cái gối ra luôn này. Đấy, nhưng mà chúng ta cứ theo dõi nhá, xem kết quả như thế nào nhé. Ok, các bạn đã thấy là nó ra cái kết quả như thế này đúng không? Các bạn có thể là cancel lại rồi trượt cái frame này để ra được đúng cái khoảng mà mình muốn. Đấy, ví dụ ở đây mình thấy là cái hình cái gối nó có độ nhăn khá là ổn rồi đúng không? Chúng ta dừng lại. Đấy. Vừa nãy mình để cái đối tượng nó hơi gần thằng này quá cho nên nó nở ra một cái là nó bắn ra ngoài luôn. Nếu các bạn muốn cái độ nở nó ít nhá thì có thể là giảm bớt cái thông số pressure. Ví dụ mình cho nó 20 đi chẳng hạn. Đúng. Thông số này mình tăng lên một tí xem. Đấy, check pressure.
nó căng ra sẽ không mạnh nữa, bên ngoài nó sẽ rơi xuống như này, thế như này nó rơi nó hơi nhàu nhỉ, kệ nó, các bạn cứ để nó tính đi, hoặc nếu không các bạn không muốn tính nhiều nữa thì có thể cancel, xong rồi lựa chọn lại cái frame mà các bạn muốn. Đấy. Ok chưa? Nhá. Thì cái này là tùy vào cái nhu cầu của mỗi người. Được chưa? Đấy, các bạn cứ test đi. Với cả cái gối này thì nó ra được cái kết quả như các bạn mong muốn là ok rồi. Như vậy là các bạn đã biết cách làm gối tương tự như là cách làm vải thôi, đúng không? Và khi mà các bạn làm cái gối này, các bạn có thể là xong rồi thì các bạn convert sang poly. Đấy. Được chưa? Xong rồi các bạn vào đây, các bạn muốn cái gối nó có một cái cạnh nó lõm vào chẳng hạn, có thể là connect đây, ok, xong extrude này, đấy, cho nó lõm vào, đấy, xong khép cái chân này vào, ví dụ thế, ok, xong rồi nếu cần thì các bạn có thể là turbo một chút. Trước khi làm gối ấy, các bạn không cần mình nhiều lưới này, có thể bớt một ít lưới đi, bởi vì đằng nào thì chúng ta cũng cần turbo một tí mà, đúng không? Các bạn turbo này. Đó. Turbo chỉ cần một lần thôi là nó sẽ ra được cái dạng mà mình muốn rồi, đúng không? Đấy. Các bạn thấy à, làm gối nó cũng dễ thôi, đúng không? Không có gì. Thực ra ấy, gối này thư viện thì nó cũng nhiều, nhưng mà có nhiều khi ở một cái bối cảnh mà chúng ta cần một cái gối nó hơi đặc trưng một tí, vào đúng cái bộ sofa của mình, đúng cái vị trí, đúng cái ghế, đúng cái độ lồi lõm và độ nén ấy, thì nhiều khi là nó cũng bí phết đấy. Cho nên là khi mà các bạn biết cái lệnh này xong rồi làm được texture cho nó một chút nữa thì nó ngon luôn, dễ, nhanh và nó lại đúng với bối cảnh. Được chưa? Nha. Thì đấy là cách làm gối. Tiếp theo cũng là một cách làm vải nữa, đó là làm những cái rèm. Đấy. Bây giờ mình vẽ để làm rèm nhé. Mình sẽ vẽ một cái tấm này là tấm rèm, đúng không? Cái chiều này các bạn vẽ dài ra bởi vì đến khi mà nó co lại là vừa mà. Được chưa? Các bạn tăng cái segment này lên. Segment theo chiều cao có thể là không cần phải tăng quá. Segment theo chiều rộng này. Đấy, tăng lên. Khi mà các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ biết được là nên làm ở khoảng bao nhiêu là vừa nhé. Rồi cái đối tượng này thì mình chẳng hạn lại nó là một này. Cái đối tượng ở trên thì nó giống như là cái thanh ray cho cái rèm. Rồi, bây giờ để biến đối tượng này thành một cái rèm thì mình lại dùng lệnh close này. Lại tích vào Object Property, chọn đúng cái đối tượng này. Thật là vải. Vải ở đây thì có thể là chọn satin này. Đấy, rèm bằng satin chẳng hạn. Xong ok. Đúng. Cái thanh này mình đặt tên là thanh rèm chẳng hạn nhé. Đó, bây giờ mình chọn đối tượng này. Mình làm gì đây? Bây giờ mình sẽ tích vào group này. Rồi, bây giờ các bạn tưởng tượng nhá. Cái rèm này, nó sẽ có vài cái điểm mà nó bấu vào cái thanh này, đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn vài cái điểm ở đây. Đấy. Cái áng chừng thôi, cũng chưa cần phải chính xác quá, ở đây mình chỉ làm mẫu thôi. Còn khi các bạn làm ấy thì các bạn cố gắng làm cho nó chính xác nhất có thể là được. Đấy. Còn đây mình cũng làm tương đối nhé. Ví dụ đây là những cái điểm mà nó sẽ cố định lên cái thanh phía trên để làm cái ray kéo. Được chưa? Đấy. Mình chọn được những cái điểm ấy rồi, xong mình tích vào Make Group này. Đấy. Đấy. Không cần đặt tên đâu, cứ ok là được. Nên khi đặt Make Group xong thì sẽ hiện ra những cái thông số ở đây. Các bạn sẽ tích vào nốt. Đấy, xong rồi tích vào thằng này. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ báo là cái group này này nó đã được nốt vào cái thanh rèm, tức là được đính kèm vào đây rồi. Đấy. Ok chưa? Rồi bây giờ mình thoát thằng này nhá. Đấy. Mình về lại cổng phối cảnh các bạn nhìn này. Bây giờ mình sẽ cho gravity này theo đúng trái đất này. Thông số này có thể tăng hoặc để nguyên. Ở đây thì mình sẽ không tích vào simulate nữa mà mình tích vào simulate local để nó cứ chạy mãi. Đấy, nó chạy như này, đúng không? Đấy, nhưng mà nó nhẹ quá. Bây giờ mình sẽ tích vào Reset State này. Đúng. Bây giờ mình sẽ tăng thông số lên trước. Đấy, 0,3 này. Đấy, thì các bạn thấy là nó bắt đầu thay đổi, đúng không? Nó tính chính xác hơn mà. Thì nó sẽ ok hơn thôi. Tích vào thằng này. Đấy, để cho nó chạy. Rồi, tiếp theo này. Tắt cái thằng này đã nhá. Xong Reset State này. Ở đây, trọng lực mình có thể cho nó nặng hơn. Để nó kéo cái rèm xuống đấy, còn thấy không, kéo xuống chưa. Rồi trong lúc nó tính nhá, các bạn có thể tích vào cái lệnh di chuyển, xong rồi chọn cái thanh này đấy, các bạn thể là kéo đi đấy. Ừ, phần này thì kéo nhẹ nhàng thôi bởi vì khi mà các bạn kéo mạnh quá thì có thể nó lát giật và nó văng nhé.
Hoặc là các bạn thể dùng lệnh scale, các bạn scale vào. Đấy. Ok chưa? Nếu lưới của ban đầu của các bạn nó nhiều ấy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn và chuẩn hơn. Đấy. Ok. Các bạn thấy chưa? Nha. Mình có thể là tích ở đây, dừng thằng này. Đấy. Có thể Ctrl Z lại thì làm lại cho các bạn xem nhé. Đấy. Bây giờ mình muốn là ở đây nó có một cái phần dây buộc. Thì mình sẽ vào đây. Đấy. Chọn lại cái thằng một cái khối bóc đây, vẽ khối bóc đây. Để nó giống như là một cái thanh cố định cho phần này. Đó. Bây giờ mình chọn thằng này nhá. Mình tích vào group này. Có thể là mình reset state đi cho nó chuẩn về ban đầu này. Tích vào group này. Xong lúc này mình có thể là bôi chọn toàn bộ cái đỉnh ở đây, cái group đây mình tích vào make group. Xong rồi nó thành group 2, ok. Xong rồi tích chọn group 2 này, chọn nốt này, tích vào đây. Ừ. Thì bây giờ cái hàng group 2 này này nó sẽ được cố định theo thằng này. Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đấy? Vào đây. Tích vào simulate local để xem nó chạy như nào. Đấy. Ok. Xong trong lúc nó chạy thì có thể chọn lại thằng này. Đấy, chọn cái lệnh trên này, chọn thanh này, scale lại. Ok chưa? Xong cái thằng này mình cũng có thể là scale vào. Đấy. Lúc làm ấy các bạn cứ làm từ từ thôi, máy yếu ấy, và làm nhanh là nó sẽ văng và giật. Yeah. Có thể scale và mạnh nữa. Các bạn thì cầm này quăng quăng đi một tí. Đấy. Lúc mà nó đang quăng như này ấy, thì các bạn có thể là tích vào Simulate Local bất kỳ lúc nào để cho nó dừng lại. Ok chưa? Đó. Như vậy là mình được cái rèm. Và tất nhiên là đừng quên tích vào Cell Collision để cho nó đỡ bị ăn vào với nhau. Nha. Những cái thằng này mà xong rồi các bạn có thể là xóa đi mà thay vào đó là các bạn dựng một cái thanh và những cái móc treo. Đấy, theo đúng cái dẻo kiểu rèm cổ điển. Được chưa? Còn ở đây các bạn có thể là model một cái dây buộc. Buộc vào cho nó. Đấy. Cái rèm nếu như các cần phải căn chỉnh gì thêm nhá, cố định cái hình dạng tương đối như này rồi thì có thể là convert sang poly. Ừ. Xong rồi dùng những cái ship này để ví dụ các bạn muốn đẩy hay làm gì đấy cho nó đẹp, cho nó chuẩn lại chẳng hạn, thì cái này là tùy vào cái việc các bạn tinh chỉnh cho nó phù hợp nha, theo đúng cái nhu cầu của mình thôi. Có thể dùng lệnh turbo cho nó mềm hơn và không muốn bị lỗi mặt nữa thì dùng lệnh cell. Cell nó bị này là do hiển thị thôi. Chọn tích chuột phải đây, chọn viewport clipping, đẩy cái này lên. Đấy, thì nó sẽ hết. Ok chưa? Nha. Cái rèm thì thư viện nó cũng nhiều. Nhưng mà nói thật luôn là trong nhiều trường hợp gọi là có những cái view diễn ấy, có những cái loại rèm kiểu nó rất là thô sơ cổ điển thôi. Tìm thư viện nó không có đâu. Và chúng ta biết chế được một chút thì cũng hay, đúng không? Rồi những cái view cover dạng chợ búa các thứ. Đây, ví dụ như là các bạn thấy là nếu như các bạn muốn diễn những cái view chill chill kiểu như này, đúng không? Thì những cái mảnh vải như này ấy, kiếm đâu ra bây giờ, không có thư viện nào nó có cả. Đấy, chỉ có là chúng ta tự biết mà chế thì nó mới đẹp được, đúng không nhỉ? Và khi mà các bạn đã biết cái cách tạo vải, biết cách cố định những cái điểm vào điểm của vải vào một cái cột, một cái trụ hay một cái đối tượng cụ thể nào đấy, thì những việc thả những cái này nó cũng dễ thôi nhá. Xong gắn texture vào cho nó là đẹp, đúng không? Đấy. Hoặc là đây là một cái view của một bạn up lên cộng đồng rất là nhiều rồi. Hay học viên cũ của mình. Hồi học thì bận không làm được bài tập mấy. Thế nhưng mà học xong thì rất là chịu khó cày. Xong rồi học hỏi thêm. Đấy, ra một cái view cũng rất là chill, đúng không? Đấy. Thế bây giờ nếu như mà các bạn, đây các bạn nhìn một cái đơn giản này thôi. Đấy. Bài này thì nó rất là đẹp, rất là thật. Từ nhiều những cái điểm khác nhau. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn không biết cái lệnh tạo vải chẳng hạn, vẽ mấy cái thằng này ra thì cũng hết hơi, đúng không nhỉ? Nhìn vào thôi cũng đã không biết là làm thế nào để dựng được nó, chẳng nhẽ ngồi cứ uốn uốn đến bao giờ mới ra được cái này chẳng hạn. Nên rất là khó, đúng không? Đấy. Thế vậy thì khi mà các bạn biết thêm một thứ, mỗi thứ một tí thôi là các bạn đã đủ khả năng để diễn được nhiều thứ khác rồi. Được chưa? Đấy, hãy mở rộng những cái mà các bạn được học chứ đừng gò bó vào cái việc là chỉ giới hạn ở cái nội dung và những cái ví dụ mà mình đưa ra. Hãy cố gắng mở rộng nó ra nhiều nhất có thể nha. Tất nhiên thế, đó là nếu như các bạn muốn đam mê làm vải mà muốn làm vải, làm gối, làm trang phục một cách chuyên nghiệp thì sẽ cần phải nghiên cứu thêm một cái phần mềm là Marvelous Designer. Nhưng mà thực ra thì
Cái này thì ai thực sự đam mê thì mới có thể nghiên cứu thêm được, đúng không nhỉ? Chứ còn nếu chỉ là để làm một vài cái nhỏ nhỏ mà phải nghiên cứu tận một cái phần mềm mới ấy, thì nó cũng rất là mệt. Chúng ta tìm được cái cách tạo một vài những cái vải cơ bản ở trong 3D luôn để đỡ phải học hẳn một cái phần mềm mới, được chưa? Còn nếu mà ai muốn làm chuyên nghiệp thì có thể là nghiên cứu cái phần mềm này nhá. Hy vọng là với cái bài làm vải như thế này thì các bạn sẽ ứng dụng được nhiều vào trong cái công việc diễn họa của bạn. Đấy, hãy nhớ like và subscribe kênh để update những cái video và những cái tút mới nhất của Adobe Basic và Hexagon nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái tutorial lần sau.